coi thử nè. Trang đầu tiên, trang thứ hai, mình coi cũng gần hết rồi đó. Coi tới cả trang thứ ba luôn. Thì cái thông tin về cái cần mà mình đang làm cái clip cho mọi người xem á, thật sự là khá là hiếm. Vì nó khá là phổ biến bên châu Âu. Mình nói ví dụ như là bên Ý, Pháp, Nga đồ á, thì nó phổ biến hơn nhiều. Chứ còn những cái thông tin mình tìm được trên Google mà mình cho các bạn coi á, là nó toàn là từ Nhật. Với lại một vài trang Nhật mà có translate ra tiếng Anh để cho mình đọc, mình hiểu, để mình giới thiệu cho anh em thôi. Ok, hôm nay mình sẽ làm một cái clip giới thiệu cho anh em về cây cần mà mình, cái hàng này thì mình gọi là hàng sưu tầm thôi, vì mình cũng không có đem đi câu nhiều vì cái mức độ thực dụng của nó thì cũng không cao, nhưng mà nó về đồ sưu tầm, đồ hiếm đẹp thì có, nên là mình mới quyết định là mua cái này. Đây là cây Megabass Destroyer Evolution. Design by Yuki Ito, là giám đốc của Megabass của Nhật. Cái cần này có gì hay mà mình phải đọc rất là nhiều cái trang Google để cho mọi người xem, vì nó quá ít thông tin đi. Mình nói sơ về Megabass trước đi. Megabass thì nó là cái hãng đồ câu mà phải nói là về hình thức thì là một trong những cái hãng mà mình thấy là đẹp nhất. Cái thiết kế của nó hiện đại so với những cái hãng khác như Shimano, Daiwa đồ á. Daiwa thì nó vẫn còn một tí cổ điển với một vài dòng cần cao cấp, ví dụ như là Steez đồ, mình vẫn thấy được những cái sự cổ điển trong cái cần của nó. Nhưng mà Megabass thì sau này từ cái năm 2017 hay 18 trở đi là mình thấy hầu như là cái đồ của nó sản xuất ra đều rất là bài bản, rất là trau chuốt cái sản phẩm của nó. Từ cái khoen rồi tới cái bát máy này, mình giới thiệu luôn cái bát máy cho mọi người xem nè. Mọi người thấy cái bát máy không? Rất nhìn rất là gấu, nhìn rất là hiện đại luôn. Em có thấy mấy cái đỏ đỏ nè, quay nè, hay ho. Rồi cả cái bát máy nó là làm bằng chrome, có chữ Megabass, rồi dưới đáy thì có chữ Destroyer nè, không? Còn có cái vòng đỏ đây nó cũng có chữ Evolution nữa. Thì những cái năm sau này Megabass làm cần rất là đẹp, rất là bài bản. Mình không có nói về cái hiệu quả của nó khi đi câu, nhưng mà mình nói về cái bề ngoài của nó trước thôi. Thì mình nhìn đã bắt mắt rồi. Nó có một cái đặc biệt của cái cần này, cái tên của nó nha, là Evolution chứ không phải là Evolution. Nên là nhiều người, người ta đọc người ta hay bị nhầm lẫn hai cái từ đó. Nó không phải là chữ T mà nó là chữ Z. Evolution chứ không phải là Evolution. Thì nó cũng là một cái khá là hay. Cây cần này á là một trong những cây cần đầu tiên sử dụng công nghệ titan C40 phủ với lại carbon fiber. Tức là hai cái lớp đó nó sẽ quấn vào nhau và làm nên cái thân cần này, làm cho cái thân cần này nó nhẹ hơn 30% so với cái Evolution đời cũ, đời trước. Và nó sẽ mạnh hơn 20% so với cùng cái đời đó luôn. Cây cần này nó là F5. Mình nói tiếp một tí về cái sự phân biệt sức mạnh trong cây cần Megabass đi. Vì cây cần Megabass nó khác với lại Shimano hay Daiwa hoặc là những cái cần khác trên thị trường. Ví dụ như là Daiwa hay Shimano hay là những cái hãng Abu hay gì đó, thì mình có từ UL, L, MH, H là về những cái action cơ bản mà mình đã từng biết á. Thì Megabass nó lại phân ra là F, là chữ F của mình á, là từ F0 cho tới FX là cứng nhất. Thì cái cần của mình đó là F5. F5 này nó tầm ở MH tới H, nhưng mà mình nghĩ cái cần này là MH thôi, tại vì mình cũng đã thử bẻ cái đọt của nó rồi, cũng khá là mềm chứ không cứng, nên là nó tầm ở MH. Action thì fast đó. Cái cần này nặng 130 g, khá là nhẹ so với lại những cái cần khác trên thị trường. Cũng 130 g là cũng khá là hợp lý cho một cây cần 1 khúc. Cây cần này là hoàn toàn 1 khúc nha mọi người, 1 khúc chứ nó không có 2 khúc, hay là nó cũng không có cắm gốc, không có cắm lửng gì hết, mà nó hoàn toàn là 1 khúc, khá là dài, nên là di chuyển sẽ có phần nào đó bất tiện, nhưng mà mình cũng thấy nó rất là bình thường thôi. Cán gỗ rất là
giữ được một tí gì đó cổ điển thôi, nhưng mà toàn bộ cây cột thì nó hầu như là thiết kế rất là hiện đại. Ở đây thì có chữ Megabass, rồi cái tem của Megabass, rồi đây là thông số F5 Diablo là cái mã cần của nó. Cái cần này dài 6,8 feet, thì mình nghĩ nó là tầm 1,8 m tới 1,9 m gì đó, ngắn vừa đủ. 8 tới 22 pound là cũng khá là mạnh đấy. Mình đi với cái cần này thì mình thường đánh dây số 2, 2.5, số 3 gì cũng được không sao. Nhưng mà trên đấy mình rất là ấn tượng với cái vẻ đẹp bên ngoài của nó, rất là hiện đại à. Rồi ở đuôi cần thì còn có chữ Yuki Ito đấy, Megabass Design by Yuki Ito. Rồi ở đây thì nó cũng có Ito Energy Engineer, Ito Engineer nhấn mạnh rất là nhiều. Bass máy còn có Megabass Original nữa nè, rất là nhiều chữ Megabass trên cái cần này. Đi với cái cần xịn sò như thế này, tất nhiên là cái vàng khoen Thorize là thứ không thể thiếu rồi, nên là cả một cái cần này là full vàng khoen Thorize hết, nên là nó cũng sẽ giảm được một phần rất là quan trọng trong cái cân nặng của cái cần. Cái cần này có khó kiếm không? Thật sự là nó không quá khó kiếm nếu như mà mình chịu khó tìm trên những cái trang mạng hoặc là eBay, vì mình thấy người ta bán cái cần này cũng khá là nhiều. Những cái cần mà used ấy, là hàng xài rồi á, cũng có chứ không phải là không. Nó không có khó kiếm như là cái cây Monster Kiss mình đã từng làm video cho anh em xem. Đây, ở đây thì còn ghi C40, nó là cái mã carbon với lại carbon, nó là mã carbon fiber với lại titanium, cái lớp phủ của cái plan cần này á. Nên mọi người nhìn cái plan cần á, nó rất là bóng bẩy ha, trên và nó rất là trơn chứ nó không có bị vân cái lớp xoắn X hay gì đó như những cái hãng khác. Nhưng mà nếu mà nhìn kỹ á thì nó sẽ có những cái lớp quấn, những cái đường chỉ quấn rất là ngắn kéo dài xuống. Rồi cái cần này thì nó đẹp vậy thôi, chứ còn nói về độ mạnh hay là nói về cái hiệu quả khi mà bắt cá thì mình không dám chắc là nó hơn những cái cần khác so với tầm tiền, ví dụ như là Dynasty hay là Shimano, Jackal Ultima Glorious, đó là mấy cái đó. Nhưng mà so với tầm tiền cây này á, thì mình có thể mua được một cây Evergreen Heracle cũng rất là đáng đồng tiền. Cây cần đó thì mình đã xài rồi và đã làm một cái clip review cho anh em rồi đó. Thì anh em nếu mà có hứng thú thì có xem thử cái cần đó. Trong những tập tới thì mình sẽ làm rất là nhiều những cái đồ câu mình sưu tầm, có cả những cái đồ hiếm hay là những cái đồ mà rất là bình thường thôi. Thì mình mong anh em sẽ xem và cho mình cảm nhận. Còn ai mà có câu hỏi gì về cái cần này cứ comment ở dưới cho mình sẽ trả lời hết nhé. Ok, cảm ơn anh em đã xem.